Diễn biến mới, vụ tài xế tâm thần gây tai nạn khiến 15 người thương vong. Sáng ngày 24 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định đã đưa bị can Nguyễn Văn Thầu, 37 tuổi, ngụ xã Nhơn Phúc thị xã An Nhơn, người điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn làm 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương nặng đến trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế để giám định. Dự kiến ngày 24 tháng 1 sẽ có kết quả giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Văn Thầu. Trên cơ sở đó, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ thực hiện các bước tiếp theo để xử lý vụ án thầu gây tai nạn giao thông liên hoàn khiến 15 người thương vong theo quy định. Trong một diễn biến khác, vừa qua Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn ra soát chấn trình quy trình tổ chức khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe người lái xe nói riêng theo đó sở y tế tỉnh bình định yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương tự kiểm tra ra soát cơ sở vật chất trang thiết bị quy trình tổ chức thực hiện khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe người lái xe nói riêng lưu ý khai thác kỹ tiền sử bệnh sử của người đến thăm khám sức khỏe thực hiện khám lâm sàng và chỉ định cận lâm sàng đúng hướng dẫn chuyên môn theo quy định đồng thời kịp thời chấn chỉnh ngay các thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật trong công tác khám sức khỏe tại đơn vị Trường hợp người có dấu hiệu nghi ngờ về sức khỏe, đơn vị khám sức khỏe chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để xác minh làm rõ thông tin trước khi kết luận sức khỏe. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo của công ty Phúc Vinh, trụ sở thành phố Quy Nhơn, chạy trên tỉnh lộ 638, đoạn thuộc thị xã An Nhơn, khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, xe Thâu bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang lưu thông trên đường. Sau khi gây ra tai nạn, Thầu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra quốc lộ 19 rồi quốc lộ 1 theo hướng bắc nam. Người dân và công an đuổi theo để truy bắt. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi truy đuổi hơn 25 km, lực lượng chức năng đã chặn được xe đầu kéo và bắt giữ thầu. Lúc này dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt. Vụ tai nạn đã khiến hai người thiệt mạng và 13 người bị thương nặng. Ngoài ra, xe đầu kéo và hàng loạt xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng qua hai lần test cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã An Nhơn đã xác định thâu âm tính với chất cấm không có nồng độ cồn. Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, gia đình có trình sổ theo dõi bệnh tâm thần của thâu tại cộng đồng từ năm 2006. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thâu gần 4 tháng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, sau khi khởi tố bị can, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ giám định pháp y để khẳng định thâu bị bệnh tâm thần thật hay giả. Nếu xác định thâu bị bệnh tâm thần thật, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ điều tra xử lý đơn vị cấp bằng lái cho thầu.